Kính chào các khán thính giả của Sao Đỏ TV. Trong bản tin tối ngày hôm nay ngày 4 tháng 4, chúng tôi sẽ mời các bạn cùng lên cung trăng thăm chị Hằng, chào một mùa hè chuẩn bị cập kề miền Bắc. Đùa tí, thực ra bản tin hôm nay chúng tôi thực hiện như một phần quà dành cho một thành viên đã giúp xác nhận TN-75 là dự án tàu ngầm mini do Việt Nam nghiên cứu sản xuất mà chúng ta được biết cách đây không lâu. Không hiểu tại sao bạn lại có hứng thú với loại vũ khí này, nhưng không sao, hôm nay hãy theo chân loại tên lửa này đi dạo chơi trên bầu trời. Có thể nói, mặc dù đó là sự khởi đầu của những huyền thoại trong kho vũ khí phòng không của Liên Xô, nhưng ở Việt Nam ta, hiếm khi có ai biết tới nó, bởi lẽ chúng không được phép xuất khẩu. Vâng, xin giới thiệu tới các khán thính giả, hôm nay chúng ta sẽ từ mặt đất lên bầu trời bằng hệ thống tên lửa phòng không cố định S-25 Beikut, NATO định danh là SA-1 Gùi, hệ thống tên lửa phòng không có điều khiển đầu tiên được chấp thuận, đưa vào trang bị của lực lượng vũ trang Liên bang Xô Viết, là người anh cả trong họ tên lửa phòng không nổi danh Liên Xô sau này như S-75 Dvina, S-125 Petora, S-200 Angara và S-300. Lịch sử của S-25 Beikut gắn liền với cuộc cạnh tranh của hai siêu cường Mỹ-Trung ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù của cả hai, Phát xít Đức. Vào cuối thập niên 40, với ưu thế về công nghệ hạt nhân và hàng không chiến lược, Mỹ đã phát triển hàng loạt kế hoạch hủy diệt Liên Xô bằng các đòn đánh dùng máy bay ném bom hạt nhân, tấn công các thành phố lớn của Liên Xô nhằm phá hủy nền kinh tế, trung tâm chính trị, khoa học kỹ thuật và làm suy yếu tiềm lực quân sự tối đa. Khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, nguy cơ xung đột quân sự toàn diện giữa các cường quốc tăng mạnh và đặt ra nhiệm vụ phải bảo vệ tuyệt đối trái tim Moscow. Bây giờ, sự phát triển của công nghệ đã giúp nước Mỹ xây dựng được pháo đài bay khổng lồ như B-47 có thể bay cao tới 12.300m, vượt quá độ cao tác xạ của hệ thống pháo phòng không. Bất chấp việc người ta nỗ lực kéo dài nòng, tăng cỡ đạn như pháo cao xạ 130mm KS-30 có thể với tới độ cao 13,7km. Bên cạnh đó là việc trang bị hệ thống dẫn đường thế hệ mới như máy chỉ huy tính toán phần tử bắn, radar trinh sát phát hiện sớm mục tiêu rồi thì ngòi nổ vô tuyến. Tuy nhiên, máy bay ném bom phản lực với tốc độ 800km/h hoạt động trên độ cao 10km có thể vượt qua vùng bắn phá trong vài giây và độ tản mát của đạn pháo phòng không tầm cao là khá lớn, dẫn tới việc hệ thống pháo cao xạ vào thời điểm cuối thập niên 40 là không đủ, không còn hiệu quả. Thực ra, ngay từ trước năm 1945, lại là người Đức, họ đã ý thức được rằng pháo cao xạ không còn là thứ vũ khí tốt nhất và đã bắt đầu nghiên cứu vũ khí phòng không dẫn đường như Wasphone, được coi là tên lửa phòng không đầu tiên trên thế giới, được sản xuất vào năm 1943. Loại vũ khí sử dụng bệ phóng tương tự tên lửa B-2 trang bị công nghệ dẫn đường vô tuyến với khả năng bay cao tới 18-20km, được coi là tương lai của vũ khí phòng không. Thật may, dự án đã không thể hoàn thành ở Đức với số tài liệu cùng số đạn nguyên mẫu thu giữ được. Sau năm 1945, Cục Thiết kế Trung ương về Khí động lực học, tiền thân của tập đoàn nhà nước Roscosmos sau này đã tiếp nối việc nghiên cứu tên lửa của Đức. Mặc dù vậy, tới đầu thập niên 50, các nỗ lực nhằm hiện thực hóa Wasphone chính thức được coi là vô vọng và lỗi thời, cần một giải pháp mới. Từ năm 1949, Tổng bí thư Stalin đã thảo luận về việc làm thế nào để bảo vệ Moscow khỏi các hệ thống máy bay ném bom của kẻ thù. Theo chỉ thị của Stalin, hệ thống phòng không bảo vệ Moscow phải có khả năng đẩy lùi chiến dịch tập kích đường không của 1.200 máy bay. Các tính toán cho thấy, điều này sẽ yêu cầu 56 hệ thống tên lửa phòng không đa kênh với đài radar nhìn vòng và bệ phóng tên lửa nằm trên hai lớp bảo vệ. Ở vòng trong, cách trung tâm Moscow 45-50 cây, dự tính đặt 22 tổ hợp. Ở vòng ngoài, ở khoảng cách 85-90 cây, phải đặt 34 tổ hợp. Các tổ hợp phải bố trí cách nhau 12-15 cây, sao cho phạm vi bắn của tổ hợp chồng lấn lên nhau, tạo ra một trường hủy diệt liên tục. Ngày 9 tháng 8 năm 1950, theo sắc lệnh bí mật của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, một quyết định chính thức được thông qua về việc tạo ra hệ thống tên lửa phòng không Beikut, sau này được gọi là S-25. Các nhà phát triển được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống phòng không mà không máy bay nào có thể xâm nhập. Qua đó, nhiệm vụ cụ thể là phải có khả năng đối phó hiệu quả với một cuộc tấn công lớn, tối đa 20 máy bay trong phạm vi 10-15 cây. Có khả năng đánh bại bất cứ cuộc tấn công nào tới từ mọi hướng, có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết 24/24. Việc tạo ra hệ thống Beikut được đặt lên thành nhiệm vụ quan trọng cấp nhà nước, tầm cỡ tương đương với dự án bom nguyên tử của Liên Xô. Ngày 12 tháng 8 năm 1950, công việc sắp xếp nhân sự được khởi động với việc lựa chọn 30 chuyên gia hàng đầu tới từ nhiều đơn vị nghiên cứu ở Moscow và Leningrad. Ngoài ra, các chuyên gia tên lửa của Đức cũng được lựa chọn để phối hợp. Một tòa nhà cao 13 tầng được xây dựng để làm phòng thí nghiệm và xưởng thí nghiệm đặt ở ngoại vi Moscow. Cục thiết kế đặc biệt KB-1 thành lập năm 1947 được giao nhiệm vụ chủ trì hệ thống.
KB1 chính là cơ quan tiền thân của Cục Thiết kế Trung ương Almat, là thành phần chính của tập đoàn vũ khí phòng không Almat Antai hiện nay. KB1 đã xác định diện mạo chung của hệ thống và phát triển bộ phận chính phức tạp nhất, đó là radar điều khiển hỏa lực. Bên cạnh đó, các đơn vị khác cùng tham gia phối hợp bao gồm Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô phát triển thiết bị truyền tín hiệu cho radar B200, thiết bị công nghệ, hệ thống cảnh báo, hệ thống chỉ thị mục tiêu, điều khiển và liên lạc. Nhà máy chế tạo máy Dneprovsky sản xuất máy phát, thiết bị chỉ định mục tiêu và nguồn năng lượng thứ cấp. OKB301 Lavokin phát triển tên lửa dẫn đường V300, V500, V600 cho S-25. Đơn vị này phối thuộc với một số nhà thầu phụ sản xuất hàng loạt tên lửa cũng như bệ phóng. Viện Nghiên cứu Khoa học Vật lý Kỹ thuật và Tự động hóa Leonov phát triển radar nhìn vòng A100 Gamma. Nhà máy số 304 thực hiện lắp ráp, cấu hình và thử nghiệm hệ thống S-25 và một số đơn vị khác. Các bạn thấy không? Việc sản xuất và phát triển hệ thống phòng không không phải là chuyện chỉ một người làm được hay một công ty làm được, mà là tổng động viên cả nền công nghiệp quốc phòng tham gia. Giỏi khâu nào nhất thì tham gia khâu đó với một đơn vị chủ trì cao nhất, giám sát toàn bộ. Với nhiệm vụ là những người dò đường, không lạ khi việc phát triển hệ thống S-25 gặp vô vàn khó khăn. Giai đoạn đầu, người ta quẩn quanh một câu hỏi về các giải pháp đối với radar bắt mục tiêu cũng như điều khiển tên lửa. Trong quá trình đó, có sự góp mặt không nhỏ của đội ngũ chuyên gia người Đức là các chuyên gia hàng đầu dưới thời Đức Quốc xã. Ước tính, bộ phận nhân sự phát triển dự án có khoảng 60 người tới từ Đức, đứng đầu là tiến sĩ von der Mann-Meller. Theo các tài liệu giải mã sau này, việc phối hợp thiết kế giữa bộ phận Liên Xô với Đức thường kết thúc bằng xung đột khi đưa ra một quyết định cuối cùng. Đóng góp lớn nhất cho chương trình bè cốt từ phía Đức là tiến sĩ Hàn Hốc, người đã đề xuất dịch hệ tọa độ CRN thành mặt phẳng quét của anten và sử dụng tọa độ tương đối của mục tiêu và tên lửa khi giải quyết vấn đề, với độ chính xác ngày càng tăng, góp phần đơn giản hóa việc xây dựng thiết bị máy tính và cho phép chuyển đổi từ cơ điện sang cơ điện tử hoàn toàn. Một đóng góp nữa là tới từ Kusmanut, góp phần phát triển chế độ lái tự động tên lửa dựa trên con quay tổng hợp. Năm 1953, khi Stalin qua đời, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Nguyên Soái Beria bị hạ bệ, công việc của các chuyên gia Đức bị đình chỉ, họ được phép trở về nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Đến thời điểm này, S-25 Bekut đã ra thao trường thử nghiệm Kasputin từ ngày 20 tháng 9 năm 1952. Trong cuộc bắn thử ngày 25 tháng 5 năm 1953, lần đầu tiên bia bay mục tiêu Tu-4 được sản xuất theo mẫu B-29 của Mỹ bị tên lửa S-25 bắn hạ thành công. Tính tới năm 1954, 20 mục tiêu đã bị đánh chặn trong quá trình thử nghiệm Bekut. Ngay sau khi kết thúc thử nghiệm, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa các tướng lĩnh bảo thủ với pháo cao xạ, đơn giản, rẻ tiền, dễ huấn luyện và các nhà khoa học quân sự tin vào tương lai của tên lửa. Quân đội Liên Xô bấy giờ cho rằng hệ thống này phức tạp quá, không nên đưa vào sử dụng ngay mà nên thử nghiệm trong một năm, trong khi các nhà khoa học thì tin rằng phải đưa vào chiến đấu ngay. Sau khi nghe hai bên tranh luận nảy lửa, thâu đêm suốt sáng, ngày 7 tháng 5 năm 1955, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ra nghị quyết thông qua việc biên chế S-25 Bekut. Thực tế, việc xây dựng trận địa hệ thống phòng không S-25 Bekut đã bắt đầu vào tháng 1 năm 1953 tại Moscow và các vùng lân cận, chính thức hoàn thành vào năm 1958. Các đơn vị trang bị S-25 là những doanh trại khá lớn với đông đảo binh sĩ. Các tổ hợp được ngụy trang dưới những tán cây che giấu mọi thứ khỏi các con mắt tò mò. Đường vành đai bê tông nối các trận địa phòng thủ, sở chỉ huy, cơ quan hậu cần hiện nay trở thành một phần của đường cao tốc liên bang A107, A108, đủ để thấy công trình bề thế và kiên cố như thế nào. Sau đó, người ta chia thành 4 khu vực, mỗi khu vực được bố trí 14 trung đoàn tên lửa các cấp, gần và xa. Cứ 14 trung đoàn lại thành lập một quân đoàn, như vậy có tới 4 quân đoàn E-25 Bekut tạo thành vành đai bảo vệ Moscow. Tổng cộng có 56 tổ hợp đã được chế tạo, trong đó có 22 tổ hợp ở vòng trong, 34 tổ hợp ở vòng ngoài. Có thể mường tượng như thế này, hệ thống cảnh báo sớm đặt cách trung tâm Moscow 350 cây, bao gồm 10 trạm radar nhìn vòng A100D, mỗi trạm gồm 2 đài Kama và 1 đài đo độ cao vô tuyến, kết hợp thành trạm trung tâm kỹ thuật vô tuyến. Các trạm A100D đặt trong khu vực định cư các thành phố quanh Moscow, tạo thành một trường vô tuyến lên tới 650 cây. Vành đai phòng không thứ nhất, hay còn gọi là vòng ngoài, cách trung tâm 80 cây với 34 hệ thống được bố trí dọc theo chu vi 14,7 cây. Họ đã tạo ra một vành đai phòng thủ liên tục với bán kính là 110 cây, chồng lấn lên nhau. Vành đai thứ hai, hay còn gọi là vòng trong, cách trung tâm 46 cây với 22 hệ thống được bố trí dọc theo chu vi 13,1 cây. Ngoài ra, còn một lớp sau cùng nếu máy bay địch xuyên thủng hai tầng đầu tiên ở khoảng cách gần tầm hơn. Dù vậy, dự án đã bị hủy bỏ vì người ta cho rằng thật là dư thừa. Nó được thiết kế trên cơ sở máy bay đánh chặn siêu hạng nặng G310 sửa đổi từ oanh tạc cơ Tu-4, trang bị radar toàn năng có cự ly chính xác 35-40 cây,
4 tên lửa không đối không dẫn đường vô tuyến G-300, tầm bắn 10 cây, độ cao đánh chặn 20 cây, nặng 3 tấn. Máy bay được trang bị hệ thống dẫn đường, thiết bị dẫn đường cho phép cất hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết, cũng như hệ thống nhận dạng bản thủ. Tiếp theo là hệ thống trinh sát tầm ngắn, bao gồm 4 đài radar A-100B với khu vực trách nhiệm đặt cách trung tâm thủ đô 25 cây trong khu vực của đài chỉ huy. Chúng tạo ra một trường radar liên tục ở phạm vi lên tới 200 cây. Tất cả các diễn biến trên không mà A-100D và A-100B thu được sẽ chuyển lên màn hình máy tính TSKP đặt trong một bong ke kiên cố bí mật ở thủ đô Moscow. Từ đó sở chỉ huy sẽ nhận định và lên kế hoạch tác chiến. Đối với tổ hợp phòng không chiến đấu, bao gồm hai phần chính. Một là đài điều khiển hỏa lực B-200 hoạt động ở băng tần 3 GHz với hai cụm anten khổng lồ. Điều lạ lùng là trong khi hầu như mọi thông tin về S-25 đã được công khai, thì tham số của B-200 tới nay vẫn là một điều bí ẩn. Theo một số nguồn tin, nó có khả năng hỗ trợ tấn công 10 mục tiêu cùng lúc, vị trí là hai đạn một mục tiêu, một khả năng mà mãi tới hệ thống tiên tiến như S-300 sau này mới có thể làm tốt. Đó liệu có phải là lý do khiến B-200 vẫn là một bí mật quân sự? Về đạn tên lửa B-300 có trọng lượng phóng 3,33 tấn, chứa 941 cân nhiên liệu và 260 cân thuốc nổ, được phóng theo phương thẳng đứng từ bệ phóng. Rất hay phải không nào, từ khi đó người ta đã làm tên lửa phóng theo phương thẳng đứng, chỉ là trông cách người ta đặt tên lửa, cứ như là đụng nhẹ cái sẽ đổ. Theo nhà sản xuất, với động cơ nhiên liệu lỏng, tên lửa đạt vận tốc tối đa Mach 2,5 nhưng vận tốc ban đầu lại thấp, hạn chế khả năng công kích mục tiêu siêu âm. Phạm vi đánh chặn tối đa tùy thuộc vào cách tiếp cận và loại mục tiêu, với một chiếc B-52 đang bay cao, bay thẳng, tầm bắn của đạn vào khoảng 30 cây. Tên lửa mang đầu đạn kích thước lớn, nặng tới 260 cân, bán kính sát thương ước tính 20-35m. Nó được cho là có thể đánh chặn ở độ cao tối thiểu từ 900m tới 18 cây số và lên tới 24 cây với đầu đạn hạt nhân. Đến năm 1959, tổng cộng có khoảng 32.000 tên lửa V-300 đã được sản xuất và trang bị cho lực lượng phòng thủ Moscow. Về tính năng tổng thể của một hệ thống S-25 vào năm 1955, tốc độ đánh chặn mục tiêu 1.250 km/h, độ cao tiêu diệt mục tiêu từ 3.000 tới 25.000m, tầm bắn 35 cây, số lượng đánh chặn mục tiêu cùng lúc 20, số lượng tên lửa phóng cùng lúc 60, tuổi thọ của đạn V-300 trên bệ phóng là nửa năm, trong kho là 2,5 năm. Sau đợt hiện đại hóa năm 1966, hệ thống có khả năng đánh chặn mục tiêu với vận tốc 4.200 km/h, độ cao đánh chặn từ 1.500 tới 30.000m, tầm bắn 43 cây, đánh chặn cùng lúc 20 mục tiêu với 60 tên lửa, tuổi thọ đạn trên bệ phóng tăng lên 5 năm, giữ trong kho là 15 năm. Như đã biết, hệ thống S-25 đã không bao giờ được sử dụng khi không có bất cứ kẻ địch nào tới từ bên kia đại dương xâm phạm không phận thủ đô Moscow. Dù vậy, quá trình sử dụng gần nửa thế kỷ cho tới tận đầu thập niên 90 mới lùi về sau cũng giúp người ta tổng kết được một vài thứ liên quan tới hệ thống phòng thủ bảo vệ Moscow. Vào thời điểm ra đời, S-25 được coi là hệ thống hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Đây là hệ thống phòng không đa kênh đầu tiên có khả năng tiêu diệt đồng thời số mục tiêu lớn tới vậy và các khẩu đội riêng lẻ có thể tương tác với nhau. Không có hệ thống tên lửa phòng không nào khác cho tới cuối thập niên 60 có khả năng làm như vậy. Tất nhiên, E-25 cũng có một số nhược điểm, mà điều quan trọng là chi phí cực cao, độ phức tạp cực đỉnh của hệ thống. Việc triển khai và bảo trì E-25 chỉ hợp lý về mặt kinh tế với các đối tượng quan trọng, do đó các tổ hợp chỉ triển khai xung quanh Moscow và phần còn lại của lãnh thổ Liên Xô cho tới thập niên 60 không có tên lửa bảo vệ. Trong cùng khoảng thời gian đó, ở Mỹ, hơn 100 khẩu đội phòng không MIM-3 Nai Ajak đã được triển khai để bảo vệ các thành phố, căn cứ quân sự, mặc dù chúng thô sơ, đơn giản, nhưng chi phí thấp hơn nhiều. Ngoài ra, một nhược điểm khác của E-25 là tính cố định của hệ thống, tổ hợp hoàn toàn cố định và không thể tái triển khai, do đó bản thân tổ hợp dễ bị kẻ thù tấn công hạt nhân. Hạn chế chính của hệ thống E-25 là các yêu cầu ban đầu về khả năng bảo vệ trước các cuộc tập kích đường không của hàng trăm máy bay ném bom vào thời điểm nó được biên chế. Chiến lược hạt nhân hiện đại dựa vào hành động độc lập của phi đội oanh tạc nhỏ vốn rất khó bị phát hiện, vì vậy các yêu cầu ban đầu dành cho S-25 nhanh chóng trở nên lỗi thời. Thế nên, quân đội Liên Xô đã kết thúc sớm việc triển khai thêm S-25 và chuyển sang cái hệ thống tên lửa S-75D Vina đơn giản, rẻ hơn và có thể cơ động cao hơn. Từ thập niên 80, các đơn vị phòng không chủ lực quanh Moscow bắt đầu chuyển sang tổ hợp tên lửa S-300 cơ động cao, hỏa lực mạnh, tầm tác chiến xa, và tới cuối năm 1990, các hệ thống S-25 chấm dứt hoạt động. Dù vậy, một số hệ thống vẫn còn được sử dụng ở Nga tới năm 2011 trong vai trò là bia mục tiêu tập bắn cho lực lượng phòng không. Tưởng không hay mà lại hay không tưởng, các bạn có thấy thế không? Thực sự ngỡ ngàng với quy mô của hệ thống phòng không S-25 Bekut cũng như khả năng tác chiến đa mục tiêu đỉnh cao của nó.